Lâu thế nhở? Alo ạ? Vâng, em đứng đợi anh nãy giờ rồi mà. Sao ạ? Hủy chuyến nhỉ? Vâng. Ôi trời, lại hủy chuyến, lỡ hết cả việc. Bao tiền? Đi từ đây ra Vincom Phạm Ngọc Thạch. 50, em lấy rẻ 50 đi. 50? 50. Đây là Vincom phòng xa. 50. Đi đi. Ơi, sáng ra ham. 50. Đi từ đây ra Vincom 50. Vừa rồi thì mình đã vừa từ chối một anh xe ôm. Đó, thực ra nó là Sầm Sơn đấy. Nhưng mà cũng là hiện trạng bây giờ, bởi vì là bây giờ Grab đang rất là độc quyền, gần như là độc quyền ở khắp mọi nơi. Và tình trạng là xe ôm đơn lẻ thì giá không được cụ thể và không được nói chung là hợp lý cho lắm với tùy trường hợp. Và mình mới biết được một thông tin là ngày hôm qua GoViet đã có mặt tại Hà Nội. Và mình thì là một người sống cạnh những cái người mà ngày nào cũng ra giả bên tai là bao giờ GoViet ra Hà Nội đây, bao giờ GoViet sẽ đến để mình có thể sử dụng. Và mình thực sự thì không biết là cái ứng dụng này nó có thần thánh như là mọi người đang nói hay không. Và ngày hôm nay thì mình quyết tâm là tự mình sẽ đi trải nghiệm ứng dụng GoViet. Nào, chúng ta hãy cùng đi thôi, let's go. Rồi, đi vào đây cho nó mát. Hôm nay là một ngày mà Hà Nội khá là nắng nóng các bạn ạ. Không nắng nóng lắm nhưng mà nóng hơn mấy hôm trước. Thực ra thì cái ứng dụng GoViet này thì mình đã tải từ 2 tuần trước khi mà mình vào Sài Gòn rồi, nhưng mà chưa có dịp để dùng thử. Bây giờ thì mình sẽ thử trải nghiệm cái ứng dụng này. Chúng ta sẽ có một cái giao diện chọn điểm đến. Điểm đến của chúng ta sẽ là Vincom Phạm Ngọc Thạch. Và đón mình thì ở đây cũng đã định vị được một cái địa chỉ khá là gần. Ngoài cái việc là đặt luôn thì sẽ có một cái nút xác nhận để xem là mình có đúng cái điểm đến và cái điểm đón của mình không. Và tiền mặt, ui, sao lại chỉ hết có 1.000 nhỉ? Đi từ đây ra Phạm Ngọc Thạch 1.000. Thế mà cái thằng Sơn xe ôm lúc nãy mà nó bảo mình là 50.000. Thế là Sơn mà. Cái gì mà thể chấp nhận. Thực ra là hôm nay là có lẽ là những cái ngày đầu tiên mà GoViet đến với cả Hà Nội, cho nên đây vẫn là một cái mức giá ưu đãi và đã có cái áp dụng khuyến mại rồi. Nhưng mà mình sẽ thử sang bên Grab để xem là mức giá là bao nhiêu nhá. Đây, GrabPay thì mức giá tiền mặt là 17.000 và mức giá trả bằng GrabPay là 5.000. Tức là chỉ hơn GoViet 4.000 thôi, đã có khuyến mãi rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử đặt một chiếc xe của GoViet nhá, để xem là gọi có nhanh không. Đang tìm tài xế. Wow, đã có tài xế rồi. Khoảng mấy giây thôi, chưa đến 1 phút đã có tài xế rồi. Ok. Và tài xế là một anh đang đến đón mình ở cách đây cũng không xa lắm. Dạ vâng ạ, em đang ở 500 xã Đàn ạ. Anh tài xế đã gọi điện cho mình để xác định vị trí của mình đang đứng chính xác là ở đâu. Và nói với mình là đợi anh ấy một chút, anh ấy đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Rồi bây giờ thì đã là 11:32, thực ra là mới qua có 1 phút thôi mà anh tài xế của GoViet đã đến rồi. Và bây giờ thì mình sẽ ngay lập tức đến và trải nghiệm cái dịch vụ này nhé. Mình đang có mặt ở trên chuyến xe GoViet mà lần đầu tiên mình trải nghiệm với một anh tài xế rất là vui tính. Và mình đang di chuyển ra khu vực Vincom Phạm Ngọc Thạch. Anh ơi, anh mới tham gia GoViet ngày đầu tiên đúng không ạ? Bởi vì là em thấy là GoViet mới ra Hà Nội. Chiều qua rồi. Vâng. Trước đây thì anh đã chạy xe kiểu hình thức công nghệ như này bao giờ chưa ạ? Anh chưa chạy rồi. Thế ạ? Anh ạ? Ồ, thế tốt quá. Qua những cái lần mà cái kinh nghiệm của mình đã trải qua như thế thì anh cảm thấy là có cái chính sách mà đối đãi với cả tài xế ấy, thì bên nào thì là cái bên mà anh dễ chịu nhất? Hiện tại là bây giờ bên GoViet là vẫn hơn Grab. Thế ạ? Grab vừa rồi là độc quyền là hơi có những cái là nó không được thấy lắm. Thế thì chắc hẳn là GoViet đúng là phải GoViet là phải tốt hơn, nên là bây giờ anh mới chuyển ra GoViet đúng không ạ? Tạm thời là bây giờ là tốt hơn đã, đầu tiên là đã tốt hơn đối với khách hàng và tài xế. Vâng. Đối với sau này thì như nào? Vâng. Hôm nay cái chuyến đi của em đặt thì có giá là 1.000 đấy ạ. Thì không rồi. Biết là bên GoViet có hỗ trợ không ạ? GoViet hỗ trợ chiếc xe này là 25.000. À vâng. Nếu như mà được đánh giá 5 sao hay là ví dụ như là được đánh giá sao thấp một chút thì có ảnh hưởng gì không ạ? Không, cái này chưa nói gì sao của em ạ. À thế ạ. Tính điểm thôi. Tính điểm. 6 chuyến rồi đang được cộng 6 điểm. À, sẽ dựa vào số chuyến mà mình chạy được ạ. Tổng lên 30.000 rồi. À, trước đây làm Grab thì anh có bao giờ gặp phải cái trường hợp gì mà bức xúc không anh? Ôi, chưa mà gặp nhiều lắm. Thế ạ? Người ta lừa đảo. Chung là chạy cái nghề này thì cái gì có thể xảy ra được. À, nó lừa tiền, nó bùng tiền, nó rất bình thường. Em
bởi vì nó đủ loại đối tượng mà. Em có một đợt thì em nghe thấy là Grab hình như là có những cái đối xử không được tốt với cả bên tài xế ấy. Thì không biết là có thế không? Trường hợp của anh ra bị khóa tài khoản mất 2 lần rồi. Thế ạ? Bởi vì chỉ là cái đồng phục thôi, khóa tài khoản nó phạt mấy trăm nghìn. Ừ. Đấy, không giải thích được. Thế bên GoViet này rõ ràng là mình GoViet bây giờ thì tạm thời quy định thế, bây giờ họ mới được chưa áp dụng gì cả. Vâng, mới có mũ thôi đúng không ạ? Ừ, anh bị được phát mũ thôi, anh đăng ký muộn mà. Anh đăng ký trường kia, anh đăng ký. À, thế cũng đăng ký cũng dễ đúng không ạ? Trưa hôm kia là hôm nay đi làm luôn. Ừ, dễ hơn cả đó. À, không khóa hơn. Cứ đi thôi, làm hơn. Ui, cho em gửi anh 1.000. Chúc anh ngày hôm nay sẽ làm việc được nhiều khách. À, thực sự thì mình đang rất hài lòng với cả chuyến đi vừa rồi, bởi vì anh tài xế anh ấy rất là cởi mở, trò chuyện với mình rất là nhiều câu chuyện. Và qua cái cuộc trò chuyện đấy thì mình cảm thấy là có một chút gì đó đồng cảm với cả các anh tài xế, bởi vì anh ấy làm cái công việc này cũng phải trải qua rất là nhiều rủi ro, rất là nhiều cái hiểm họa xung quanh ấy. Nên là đi thì mình cũng sẽ dễ tính hơn một chút, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là hài lòng với chuyến đi vừa rồi. Nhưng mà nếu mà chỉ thông qua một người thì không thể nào đánh giá được cái app đó có tốt hay không, đúng không? Cái dịch vụ đó có thực sự tốt hay không? Nên là bây giờ mình sẽ đi đến chiều ngược lại và lại tiếp tục đặt một tài xế nữa của GoViet. Và tiền mặt thì vẫn tiếp tục là 1.000. Wow, đã tìm được một anh tài xế khác. Rất là nhanh, thời gian chỉ vài giây thôi, chưa đến 1 phút. Thực sự là Grab bây giờ đang rất là nhiều. Chỉ cần quay sân này một cái thôi là chúng ta có thể thấy được các anh áo xanh đang dập dìu. Quay sân này lại thấy những anh áo xanh khác đang dập dìu. Mình hy vọng là một ngày nào đó GoViet vẫn sẽ tiếp tục giữ được cái dịch vụ tốt như thế này. Và các anh áo đỏ sẽ nhiều hơn các anh áo xanh. Trời ơi, hóa ra anh ấy ở trên kia. Và anh ấy không mặc đồng phục nên mình không thể nào nhận biết được. Và anh này có một điểm rất là hay, đấy là khi mà có điện cho mình thì alo bạn ơi bạn ấy thì không phải như thế, mà anh ấy alo Hạnh à. Nghe rất kiểu là ôi mình quen anh này sao. Rồi bây giờ sẽ thử xem là anh ấy sẽ đưa mình về xã đàn như thế nào. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục có mặt trên một chuyến xe GoViet để đi trở lại văn phòng. Anh trước đây anh đã chạy những cái kiểu xe như thế nào, kiểu xe công nghệ là như thế nào chưa? Mình chưa chạy đâu. Chưa chạy bao giờ ạ? À thế ạ. Thế cái cảm nhận của anh sau khi mà đã hoàn thành ngày làm việc đầu tiên và bây giờ đến ngày thứ hai rồi thì anh thấy nào? Rất thoải mái. Rất thoải mái luôn ạ. Hy vọng là GoViet sẽ trong cái khoảng thời gian mà đang bắt đầu khởi động như này thì sẽ có một chút chậm trễ, nhưng mà về sau thì sẽ có nhiều những cái chính sách ưu đãi hơn cho cả khách hàng và cả tài xế đúng không? Ờ, mình cũng luôn hy vọng là thế. Chúc anh hôm nay sẽ nhiều khách hàng. Vậy là về đến nhà rồi. Mình đã trải nghiệm đến chuyến thứ hai của GoViet và mình vẫn rất hài lòng. Dù là thời gian đến có lâu hơn nhưng mà chắc là khoảng cách của anh ấy lúc ấy lâu hơn. Và anh ấy cũng rất là vui vẻ, thân thiện và nói chuyện với mình rất là cởi mở. Mình rất là vui về điều đấy. Chắc cũng phải tâm sự một chút là bởi vì tại sao mà mọi người lại mong GoViet ra Hà Nội đến như thế? Là bởi vì là Grab độc quyền đã khá lâu rồi và có nhiều những cái trường hợp mà nó không được vui vẻ cho lắm với những cả khách hàng và cả tài xế của Grab. Riêng với anh Huy, anh ấy là một người sử dụng Grab rất là nhiều, rất là thường xuyên và tài khoản lên đến rất là nhiều điểm rồi. Nhưng mà gần đây thì anh có bị khóa tài khoản và không biết lý do, và cả mẹ Thắng cũng như thế. Đã rất là nhiều lần, rất là nhiều người bị khóa tài khoản rồi. Nhưng mà không biết lý do tại sao và không biết phải phản hồi như thế nào. Và hơn nữa là cái việc gặp phải những cái tài xế khó tính, không phải khó tính không đâu mà khó tính một cách rất là vô lý, khiến cho khách hàng, những người trải nghiệm của bọn mình cảm thấy không hề thoải mái một chút nào cả. Dù là phải thông cảm, biết là phải thông cảm, biết là đứng ở vị trí của nhau, nhưng mà nghĩ như thế nào chăng nữa thì cũng không thể nào mà thông cảm nổi. Cho nên mình cũng hy vọng là GoViet sẽ tiếp tục phát triển và Grab thì cũng không vì thế mà tắt đi. Hai bên hãy cứ tiếp tục phát triển song song để có thể đưa đến những cái dịch vụ dễ chịu nhất cho khách hàng. Bây giờ thì thôi, chắc là mình phải quay về văn phòng và ăn một cái gì đấy đây bởi vì đói quá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.